Kính chào cô bác và anh chị. Hôm nay chiều hôm nay gỡ mũ dây có chỉ và dây không chỉ cô bác. Còn mũ chén như thế này là 9.000 cô bác. Đây là địa điểm dự mũ ở ở cầu Sa Cát, Minh Thành, Mộ Đức. Đây là bán mũ như thế này, mũ như thế này là 9.000 một ký. Còn mũ dây chỉ như vậy này là 11.000. Và mũ dây không chỉ và có chỉ đều bán cùng giá. Dây không chỉ. Đây là địa điểm mua mũ ở Nha Bích. Đây là cân 100 kg nha các anh chị. Ok, để leo lên bao nhiêu kg. Như vậy là giá mũ hôm nay vẫn là 9.000 một ký nha cô bác anh chị. Có mũ chén chiều thì tươi hay, hay đi bán mũ chén. Quá trời mũ luôn các bạn anh chị em. Đây là vựa mũ lớn nhất ở xã Nha Bích. Kho mũ luôn nha cô bác anh chị. Kho mũ chén, ở đây kho mũ dây, quá trời mũ dây luôn. Đó là xe gắn máy để thu mua mũ của Hương Lái ở đây. Mời cô bác anh chị tham quan một lần nữa ra trước khi tôi ra về. Rồi, mình sẽ ra về thôi cô bác anh chị.